Sâu nhái màu hồng, hồng sắc pháo màu trắng đua nhau nở, hình thành một biển hoa tuyệt đẹp. Tuy hiện nay hoa chỉ nở có 30%, nhưng đã thu hút mọi người đến đây ngắm hoa và chụp ảnh. Người dân cho biết hoa rất đẹp, nếu vườn hoa rộng hơn thì càng đẹp. Vườn hoa sâu nhái này nằm ở Viện Bảo tàng Thủy lợi Nông Điền. Trong khu thông bục mộc, hai cảnh đẹp này hòa quyện với nhau. Vào thời điểm này, cũng đang lúc lá thông bục mộc chuyển màu đỏ nên vô cùng đẹp. Ủy ban phường Lâm Nội, Vân Lâm cũng đã thiết kế con đường thông la hán gần đó để mọi người đến đây ngắm cảnh miễn phí. Đoàn xe kéo dài hàng cây số do kẹt xe tại khe đầu. Du khách cho biết, xe hơi đông nhưng cũng được vì không khí nơi đây rất tốt. Đi bộ tí để hít thở không khí trong lành. Tại khu vui chơi chúng ta có thể chơi các trò chơi, lại có bán đồ ăn nên không ít người muốn đến đây để tiện năm cũ đón chào năm mới. Người đến khu vui chơi đông nên các tiệm cho biết doanh thu tăng trưởng 20% so với ngày thường. Nhân viên khu vui chơi cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 8.000 du khách đến đây vui chơi. Như vậy trong 4 ngày nay có khoảng 30.000 người. Khu nông trại Thân Cảnh cũng là nơi mọi người yêu thích. Tuy không có kẹt xe, nhưng tốc độ xe chạy lên núi cũng chậm hơn ngày thường.